Hello, chào mọi người, chào cả nhà. Hôm nay thì mình qua một cái bộ nail tiếp tục nha mấy anh chị. Đó, màu rất là xinh. Một cái bộ nail mà nhọn, móng nhọn mà nhọn hoắt mà xanh lè luôn. Giống như tựa đề mình đó. Màu rất là xinh nha. Thì mình sẽ đi cái màu số. Hôm nay thì mình đi 3 màu nha mấy anh chị. Đi 3 màu. Đây là màu số 37 nè. Đây là màu số OM08 Corona Pink. Đây ha mấy anh chị, Corona Pink. Đây là cái ba màu. Để cô xin cho mấy anh chị thấy màu đã. Không lát nữa đôi lúc làm nó xong lát quên. Màu một số 142, trong collection là 200. 37 với 142 là trong collection 200 màu. OM08 nha mấy anh chị. Trời, làm ombre mà gọi là đẹp lắm luôn á mấy anh chị thấy không? Màu rất là xinh. Mình làm móng nhọn, hôm nay làm móng nhọn móng dài luôn. Rồi đi màu trước nha. Đắp ombre, đắp ombre với màu xanh 37, màu rất là đẹp. Hai ngón này là mình đắp Corona ha. Còn hai cái ngón này là mình đắp màu xanh 37 142. Rồi mình đi qua này ha, đắp sát critical, đắp hai cục. Lát nữa là mình sẽ chia sẻ cách đắp hai cục critical giống vậy cho mấy anh chị ha. Anh chị nào đắp mà nó còn hơi thiếu thiếu, anh chị vô cái color này của em. Ở đây có thể hơi thiếu thiếu à. Đó. Tại tính mình thì thích đắp sát giống vậy. Cho thêm chút vô đây ha, thiếu 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 chỗ nào mình cho chỗ đó. Đó, chỗ này hơi thiếu chút. Cho nó vô. Christine đang sử dụng cây cọ số 14. Rồi, màu rất là đẹp. Hello Huy, thank you em nhiều nha. Thank you em so much. Rồi, bây giờ mình sẽ đắp 70% ha. Mấy anh chị, mình đắp 70% màu số 37. Đây là cái màu số 37 nè. Màu rất là xinh nha mấy anh chị. Trong 200 màu của mình đầy đủ tông màu cho mấy anh chị lựa chọn luôn. Thank you Huy nhiều. Hello Katy Nguyễn, hello mọi người. Đầu tiên là mình sẽ đi 70% nha mấy anh chị, đi 70%. Mình đứng đi 60, đi 70% ha. Đi 70% từ khi cổ đi xuống. Cục này hơi bự nè. Đó, cục này hơi bự, lấy cục lại, cục nhỏ chút. Đó, và khi đi á là nếu mà anh chị nào muốn thì mình thả ngang cũng được, thả dọc cũng được, tùy theo mình. Trong lớp học là xin hay thả dọc. Lý do tại vì á mấy anh chị thấy nè, nếu mà mình thả ngang đôi lúc có những cái cục những cái ngón tay của người khách đó nó nhỏ giống vậy nè, bột nó sẽ chảy ra hai bên nhiều lắm, nên thành ra mình hay thả dọc ha. Đó, mình thả dọc giữ bột ở bên trong chính giữa nhiều hơn. Từ từ mình lôi bột xuống nè, mấy anh chị thấy bột dẻo không ha. Nếu mà anh chị nào á đắp nhanh, muốn đắp nhanh đó, mấy anh chị pha chút liquid khô nhanh vô cho chỗ đường nối nè, cho nó mỏng, ôm hai bên vô. Khúc này thì mình nhẹ nhàng lại ha. Đó, mình giữ cho cái phần chính giữa đây nó nhiều bột chút xíu. Còn cái phần đầu móng á, tại vì móng nhọn á, nó cần một số lượng bột ít thôi. Thành ra mình chỉ lôi một chút xíu bột xuống ở dưới này là xong. Đó, thì như vậy nó sẽ không có dư bột của mình ha. Xong hết nè, mấy chị thấy không? Nè, mỏng nhẹ vừa đủ. Xong, giúp bột của mình cho nó mặt móng của mình nó mượt và nó mịn ra khỏi cái phần đầu móng. Xong. Rồi, qua ngón này. Đó, màu rất là xinh. Cho một chút xíu nước liquid. Lấy cục bột nè. Ây da. Lấy cục bột nè, nghiêng 45 độ nè ha mấy chị, nghiêng 45 độ. Ha, cục bột vừa đủ nè. Thấm vô tờ giấy, giảm bớt lượng nước chút nè. Để dọc nè, mấy chị thấy để dọc không? Bột nó đỡ chảy ra hai bên. Hơi chuối tay người cách xuống. Chăm sóc hai bên. Giữ bột bên trong chính giữa nhiều hơn nè. Không, mình thấy bột nó còn mua thì mình sẽ nhẹ nhàng thôi. Từ từ mình giữ bột ở bên trong và mình sẽ lôi bột của mình xuống được bao nhiêu phần trăm thì cứ lôi. Ha, cho nó xuống giống vậy để cho nó tránh trường hợp nó chảy ra hai bên nhiều. Khi xong hết nè. Chăm sóc phần cuticle cho nó mỏng. Tại vì khi này cái này mà cao á, lát nữa mình đắp cái màu ombre lên á
nó sẽ không nó sẽ bị thấy màu xanh á, cho nó mỏng thôi. Bắt đầu mình sẽ vuốt cho cái phần mặt móng của mình nó đều và mượt ha. Rồi đầu móng khi mà làm móng nhọn là mấy anh chị đừng có vuốt dày quá, vuốt vừa thôi, không có cần dày lắm ha, để mà mình lát mình tiết kiệm cái sức của mình khi mà mình vuốt. Rồi xong lấy bột ra ôm hai bên cho nó không bị mất xếp nè. Và nếu mà cái độ nhọn này mấy anh chị lấy không được, lấy cái tay của mình hai bên giống vậy, mình vuốt giống như chữ V giống vậy đó, vuốt nó ra ha. Đó, thế là mình đã xong cái phần mà một ngón giống vậy đó, nhìn ha. Lát nữa là mình sẽ cho ông rời lên đi 70%. Cái này cục nhỏ lắm, lấy cục bự hơn nha mấy chị. Nếu mà cái giống như ngón cái giống vậy á, mình sẽ lấy cục bột nhiều hơn, bự hơn nè. Hơi chúi tay ngực khách xuống, để lên giữ 3 giây đè xuống để cho cái bột của mình bám vô cái mặt móng, đẩy lên cuticle, ôm bột vô hai bên. Đó, mình lắc qua lắc về ha, để cho cái bột của mình không chạy ra hai bên, đồng thời nữa là mình chăm sóc cái phần hai bên cuticle hai bên đó, đừng có cho nó bị thiếu bột, giữ bột bên trong chính giữa nhiều hơn nè. Không đó, tại cái này là hả, nếu mà anh chị nào muốn khô nhanh hơn mình pha nha, mình pha liquid khô nhanh vô, là khi mà pha vô là mình sẽ tốc độ của mình phải nhanh hơn nha. Rồi bắt đầu mình đè hai bên xuống, nhẹ nhàng xuống đó, lấy bột của mình ra khỏi tới phần đầu móng. Rồi xong ôm hai bên vô cho nó không bị mất xếp nha, cho nó không bị mất xếp nè. Đó, xong ha. Giờ mình đi âm rầy. Âm rầy trong phần này là mình sẽ đi hai cục. Đi hai cục nha mấy anh chị. Cục đầu tiên là mình để làm âm rầy thôi. Cục này ngón nhỏ nè mấy anh chị. Ngón nhỏ ha. Mấy anh chị lấy vừa nè. Cuticle, nhích bột xuống. Đẩy bột lên. Đẩy bột lên. Ôm bột vô phần chính giữa nhiều hơn nè, đừng có cho nó ra ngoài. Xong từ từ tháp bột xuống nè. Vuốt nhẹ. Không, vuốt nhẹ thôi. Trong phần này mình vuốt nhẹ thôi. Và khi mà mình thấy cái âm rầy của mình nó đẹp rồi, đừng vuốt nữa. Mình không vuốt nữa nha mấy chị. Xong á, khi mà xong hết nè, tại vì khi mà nó đã đẹp, chỗ này mình cũng không vuốt nữa, tại vì nó đã có lộ độ loang rồi, đừng vuốt nữa. Đó, chăm sóc hai bên cho nó không bị mất xếp và bột của mình không bám lên da. Rồi xong mấy chị chờ, đi qua ngón khác ha. Lớp đầu tiên của mình nó đang làm cái âm rầy thôi. Lớp thứ hai của mình, nó cục thứ hai mình sẽ của màu á, của cái màu này là mình sẽ chăm sóc phần cuticle. Cục bột nè. Thả lên, nhích bột xuống. Đẩy bột lên. Đẩy bột lên. Từ từ tháp bột của mình xuống sâu một chút ha, muốn âm rầy xuống bao xa. Vuốt nhẹ. Vuốt nhẹ nè, cho cái màu của mình nó loang ra, tạo cái âm rầy, tạo cái phêm âm rầy. Xong hết, khi mà nó đã lem chỗ này đẹp rồi ha, không đụng nó nữa, quay qua chỗ này chăm sóc hai bên đó, dồn nó vô nhẹ thôi nha mấy chị. Lúc này đây mình đang giữ xếp cho hai bên thôi, chứ mình cũng không có vuốt nhiều lắm đó, chăm sóc tỉ mỉ nè. Đó, hai bên chút chút xong không đẹp, âm rầy đẹp rồi, không vuốt nữa. Rồi đi qua ngón khác. Hello. Hi. Hi. Cũng y chang giống vậy nè. Rồi. Can you just leave it right here? Đây. Yeah, thank you. Okay. Rồi xong ha, lấy cục lớn nè. Đây. Để lên. Cuticle nè, nhích bột xuống. Đó, chăm sóc hai bên. Chăm sóc hai bên ha, cho bột xuống chút nữa. Đó, hai bên cho nó đều hai bên nè. Xong bắt đầu vuốt nhẹ. Không, khi mà vuốt đẹp rồi, không vuốt nữa nha mấy anh chị. Chăm sóc hai bên. Chỗ này nó hơi thiếu chút nè, nhưng mà mình cứ làm xong cái trách nhiệm và nhiệm vụ của mình chỗ này trước đã. Đó. Rồi xong, mấy anh chị thấy chỗ này hơi thiếu một chút.
một chút thôi. Thì mình sẽ cho nó ướt nè. Mấy anh chị lấy một chút xíu nước, nhúc nhẹ đây ha. Xong lấy thêm một ít. Mình sẽ làm cho cái chỗ âm rầy cho nó đẹp trước đã. Rồi mấy anh chị tháp nhẹ lên, tháp nhẹ lên, lôi chút bột xuống, nhẹ nhàng nha. Rồi nhúc nhẹ. Đó, thế là mình đã xong cái phần âm rầy. Xong, để cho cái màu của mình nó đều. Rồi khi mà xong rồi, mình trở về cái cục thứ hai cho cái phần âm rầy. Thì cục đầu tiên nó có tác dụng làm cho cái phần âm rầy của mình nó đều. Thấy không? Ha. Và cục thứ hai chăm sóc phần cuticle. Anh chị nào đi được một cục thì mình đi. Còn nếu mà mình đi không được thì mình sẽ đi hai cục. Cục thứ hai trách nhiệm mình sẽ làm cái phần âm rầy. Mình cục thứ hai trách nhiệm là tạo âm rầy và tạo cuticle. Thì khi mà mình chia cái màu 142 ra, cục đầu tiên âm rầy, cục thứ hai chăm sóc cuticle. Cục cuticle của mình sẽ đi theo dạng refill, vừa đẩy vừa vuốt nha mấy chị. Lấy cục bột lên, thấm vô tờ giấy chút, để lên cuticle nè. Đừng lấy nhiều quá, vừa đẩy vừa vuốt nè mấy chị, vừa đẩy vừa vuốt hai bên. Cuticle lên. Lên. Không. Lên. Đó. Đẩy bột mình nè ha. Rất là đẹp. Xong hết, chờ cho nó vài giây. Chờ cho nó vài giây. Tại vì mình đắp sát. Cái này là mình đang đi theo cái kỹ thuật là gọi là mình đắp sát phần cuticle luôn. Chờ nó khô chút, chăm sóc lại. Chăm sóc lại, không? Ôm nó vô. Rồi, cuticle chăm sóc lại cho nó sạch sẽ. Cho nó thật là sát vô phần cuticle. Để mọi người mỗi cách đắp, nhưng mà Christine thì đắp nó rất là sát phần cuticle. Không có nghĩa là nó sẽ leo lên phần da tay người khách nha mấy anh chị. Đó, nó không hề leo nha mấy anh chị ha. Nó không hề leo mà nó rất là sát vô cái phần cuticle của người khách luôn. Rồi mình qua cái bên này. Bên này cũng y chang giống vậy luôn. Cái này nhiều quá nên thành ra khi mà mình đi cái phần cuticle mình đi theo dạng refill thôi nha mấy chị, chứ mình không có đi cục bột nhiều nha. Đi theo dạng refill nè, đặt lên, vuốt xuống. Bên này cũng vậy, cho bột qua, đẩy lên, vừa đẩy vừa vuốt nha mấy anh chị. Đi theo dạng refill, không lấy nhiều quá, tại vì khi mà lấy nhiều quá nó sẽ ra hai cục bột. Thiều thế là ai? Richie thiều, thiều thế là cái gì không hiểu luôn. Xong hết nè ha, cho nó khô chút, vuốt lại, vuốt lại không, cho nó nằm ở dưới cái móng, dưới cái da tay người khách. Bên này cũng vậy. Ta mình chăm sóc là không cho nó bám lên cái da người khách. Lát nữa là mình chạy máy thôi. Chỉ việc chạy máy thôi là ok. Đồng thời khi mà mình làm như vậy nó sẽ có cái độ sâu nhẹ ha mấy anh chị ha. Đây rất là xinh. Rồi qua cục này cũng vậy, ngón này cũng vậy. Lấy một cục bột để lên nè. Cuticle. Lúc này đây mình vừa đẩy vừa vuốt nha. Để cho cái mặt móng của mình nó mượt và nó mịn nữa. Đẩy lên. Đẩy lên. Đó, bên cạnh đó thì mình phải vuốt cho cái mặt móng của mình nó liền mạch luôn. Liền mạch luôn. Xong hết nè. Chăm sóc nè, cuticle. Hai bên. Đó, khi đi hết nè, mình sẽ nhìn xem cái góc này. Đây, mấy anh chị thấy không? Hơi thiếu nè. Lấy thêm chút. Tại vì cái xin là đắp sát nên thành ra khi mà làm xong là mình sẽ soi hai bên. Coi chỗ nào còn thiếu là mình sẽ đi thêm một chút xíu vô. Đây. Đó, rồi xong hết, chờ chút xíu nha. Chăm sóc hai bên. Hết thiếu nè ha. Đó, mình coi chỗ nào thiếu mình dị thêm vô theo giống vậy nha. Tại vì á, đôi lúc thì mình đi một cục không được á, mình thiếu chỗ nào mình dị cho thêm vô. Đó, xong.
thế là cái mình nhìn xem cuticle của mình có tròn và nó đẹp chưa ha. Khi mà xong rồi, mấy anh chị để crystal clear lên. Để một chút xíu crystal clear lên, mình che cái chỗ này, tại vì lát nữa móng dài quá, mình sẽ dụa mà, mình có hơi dụa một chút nữa, nên thành ra mình sẽ cho một chút xíu crystal clear lên đây. Tại vì cái bộ nail này là mình đã đắp đủ dày rồi, nên thành ra là xin không có đắp nguyên móng nữa. Và trước khi để lên á, nếu mà cái mặt móng nó khô, mấy anh chị cho một chút xíu nước liquid lên nha, để tránh trường hợp là nó sẽ bị trắng ha. Trường hợp nó bị trắng là do bề mặt nó bị khô. Rồi, thêm ngón này. Ô, màu đẹp quá ha. Màu rất xinh nha mấy chị. Cho một ít lên, xong mình vuốt lại đều vậy. Khi mà mình vuốt giống vậy á, bề mặt nó sẽ mịn và nó mượt nha. Rồi, xong hết mình sẽ đi qua ngón này. Ngón này thì cô xin sẽ sử dụng là Corona Pin. Ngón này thì mình sẽ đi hai cục. Cục đầu tiên là mình có ý mà đi cùng một màu á. Mấy anh chị có thể là đi 80% hoặc là 70% cũng được nha mấy anh chị ha. Lấy cục bột size lớn chút, tại vì móng dài mà. Với lại mình đi cho mấy 80 đi. Giữ bột ở bên trong nè. Nếu mà nó chảy quá, mấy anh chị dồn vô, dồn bột vô trong này nhiều hơn, để cho nó đừng có bị mất bột á ha. Đường nối cho nó mỏng một chút. Hai bên, ôm hai bên vô. Bắt đầu vuốt bột của mình xuống và ra khỏi tới đầu móng. Ây da. Đó, vuốt bột ra hai bên cho nó ôm vô giống vậy, để cho nó không bị mất xếp á. Còn nếu mà hai bên mà nó lỡ dày quá, mình chỉ dùng thân cọ mình ép cho nó vô, cứ vuốt ra khỏi tới phần đầu móng đi. Đó, xong ha. Lát nữa là mình đi thêm một cục nữa nha mấy chị. Nếu mà trong trường hợp mấy anh chị đi mà nó thiếu chỗ nào hồi nãy đó, mình lỡ đè mạnh vô, thiếu chỗ này, mấy anh chị cho thêm một chút xíu bột vô đây. Không? Cho thêm vô đây nè, xong mấy anh chị đẩy lên. Đẩy lên như vậy, xong mấy anh chị phượt nhẹ, phết nhẹ xuống, để cho cái mặt móng của mình liền mặt chung với nhau. Rồi đi qua ngón. Đó, chỗ này đè bột xuống nè ha. Để cho nó lát chỗ kia đừng mất bột. Rồi xong ôm bột hai bên, đè nhẹ xuống. Đè nhẹ xuống. Bên trái bên phải. Hai bên ôm vô. Đó ha, cho nó mặt móng nó đẹp đã. Chỗ này làm vẫn thiếu nè, cho thêm chút. Đó, xong. Bắt đầu đi cục thứ hai. À, anh chị nào mà làm á, muốn có độ khơ, nếu mà mình đi một cục không được, mấy anh chị đi hai cục giùm em. Cục thứ hai. Dạ, dạ, dạ. Lấy cục bột vừa đủ nè. Rồi, từ critical nhích bột xuống. Đẩy bột lên. Đẩy bột lên critical, đẩy cho nó sát vô. Hai bên. Bên này cũng vậy ha. Đặc biệt nữa quan tâm hai bên. Xong bắt đầu vuốt nhẹ. Tại vì khi mà mình cái cục này á là mình đi cục thứ hai rồi, với lại nó là một màu nữa. Nên hình ra là nó mức độ mà không có cần cho nó, không có cần cho nó loang. Không có cần cho nó loang, nên thành ra nó sẽ dễ hơn khi mà mình đi ombre. Mình nó sẽ dễ hơn đi khi lúc mà mình đi ombre.
xong hết cho nó khô chút. Bắt đầu chăm sóc lại phần cuticle để chắc chắn là cái bột mình không nằm lên leo lên cuticle da. Xong hết nè ha. Cho mặt móng của mình nó mịn cho nó mượt. Xong, qua ngón khác. Và nếu mà mình quyết định là mình đi một cục như vậy thì mình sẽ lấy cục bột lớn hơn nha mấy anh chị. Lấy cục bột lớn hơn. Nè. Để nè, từ cuticle nè ha. Cho nó tròn chút, nhích xuống. Không. Rồi đẩy bột lên. Đó là mình làm như vậy á để cho cuticle của mình nó mỏng và nó mượt luôn. Dồn nó lên, xong bắt đầu tháp bột của mình xuống. Vuốt. Vuốt nha, ha, vuốt nhẹ nha. Và vuốt cho nó mượt, cho nó đều, xong. Quay lại phần cuticle một chút. Đó, quay lại nè. Lúc này đây thì bột của mình nó gần khô. Mình sẽ quay lại để chắc chắn là bột nó nằm ở trong. Không, bột nó nằm ở trong. Chỗ này hơi thiếu. Khi mà mình làm như vậy đồng thời nữa là mình cũng kiểm soát được cái bột của mình á có đầy đủ chưa, tức là có thiếu chỗ nào không. Rồi, chỗ này thiếu nè, mình lấy một cục bột nhỏ. Vừa đủ size góc bên trái ha. Để lên. Vừa đẩy vừa vuốt chỗ này nè, cho nó sát dưới bên này luôn. Rồi xong, mấy anh chị thấy là cái cục bột này lớn hơn nè ha. Đẩy nó xuống tới đây. Và khi dồn tới đây, mình từ từ đã khoan vuốt. Tại vì nó còn đang ướt ha, chỗ này nó bị nhiều nè. Từ từ. Xong, bắt đầu vuốt nhẹ. Đó, vuốt cho cái mặt móng của mình á, bên này nó mượt trước đã. Để lát nữa mình không có cần chăm sóc bên này nữa ha. Mình chỉ tập trung cái mọi thao tác nó nằm ở bên này thôi. Xong hết nè. Vuốt lại cho cái bột của mình nó chắc chắn là nó nằm xuống dưới cái phần móng, tức là nó nằm ở dưới móng. Rồi bên này mình sẽ dùng cái cây cọ của mình clean giống vậy. Có phải là khi mà đi vô thì nó sẽ được là nó đã cover được cái chỗ mà còn thiếu. Còn nếu mà trong cái lúc mà nó còn ướt quá mình chỉ đẩy lên á là coi như chỗ này nó mất hết luôn ha. Đó, đây là cái cách mà mình sẽ làm từ từ thôi, không có cái khuôn lúc nào, không có cần vội, phải tùy theo cái trường hợp là mình đi. Ha, mình sử dụng 142/37 và Corona pin nằm trong sách OM 208. Rồi mình sẽ qua bên này rủ xếp. Trước khi xài xong cây cọ của mình, mấy anh chị nhúng vô cái liquid giống như cánh quạt như vậy. Chuẩn bị cho em cái tờ giấy nè. Tờ giấy. Xong mấy anh chị làm cho nó như vậy ha. Rồi trong tiệm nếu mà anh chị nào, đây là cái nước dơ của cái phần liquid. Nước dơ thì khi mà anh chị rửa bằng nước dơ tất nhiên là nó sẽ không bao giờ nó sạch hết được. Và anh chị sẽ lấy một chút xíu liquid mới. Cái này mình lấy ít thôi mấy anh chị, tại trong tiệm của mình đây là liquid mới nè, lúc nào trong ly của mình nó cũng là liquid mới hết á. Tại vì khi mà xài xong mình đậy nắp lại ha. Cái này xài xong đậy nắp lại, rửa lại một lần nữa với cái nước liquid sạch. Cái này là mình xài EMA. Rồi, mấy anh chị cho vô tờ giấy, xong bắt đầu nè ha. Vuốt nhẹ. Vuốt nhẹ cho cái đầu cỏ lúc nào nó cũng vậy. Xong, mấy anh chị không muốn bè hai bên lại cho nó túm lại chút. Lúc nào cái cỏ của mình cũng giữ tư thế này. Tự động khi mà anh chị đắp á, là nó lúc nào nó cũng nằm vậy hết á. Cỏ rất là đẹp ha và rất là dễ đắp nè. Đó, xài xong mấy anh chị cứ giữ cái vị trí này cho em ha. Rồi xong, mình sẽ đi qua cái phần mà vũ xếp. Và những cái liquid mà mình đã rửa cỏ, mình giữ lại lát nữa mình xài tiếp ha. Mình giữ lại, mình đẩy đắp lại thôi mấy anh chị. Rồi, chạy máy. Vụt chạy under móng đã. Dùng cây bitree nha mấy anh chị. Giờ mình sẽ dùng cây bitree để mà mình chạy cái phần under móng. Nếu mà anh chị nào mà đi khóe mà bột nó dính dưới khóe thì mấy anh chị dùng cái cây V1 hoặc V2. Còn nếu mà hai bên khóe mà mình đi sạch rồi, mấy anh chị chỉ dùng cái cây bitree thì mình sẽ chạy sạch hai bên under móng ở dưới này. Rồi, ngón này.
Giờ mình sẽ chia sẻ cách để mà dụ under móng nha mấy chị, dụ móng nhọn nha. Rồi. Đây, khi mà dụ bột là cô Sen sẽ dùng cây 80-80 nha mấy anh chị. Đầu tiên thì mình sẽ làm mất đường nối nè. Nên thành ra khi mà đắp bột á, mà mình không cho nó bột nó tràn lên da hay là nó không mất xếp á, nó giúp ích cho mình nhiều lắm mấy anh chị. Tại vì trong cái phần xếp của mình nó dụ mất xếp á, là mình sẽ dụ rất là cực. Đầu tiên mình dụ ngay nè, cái chỗ mà đường nối dụ móng thiệt móng dạ nè. Rồi qua bên này. Không, nhẹ nhàng thôi ha. Đưa cây dụ của mình nghiêng 45 độ nè mấy anh chị, thấy cái đầu móng không? Đó, dụ cho nó ra một cái đường thẳng. Đó, và khi mà mình đã thấy nó ra một cái đường thẳng theo cái đường cây dụ của mình dần. Tiếp tục qua bên này. Ha, bên này cũng y chang giống vậy luôn ha. Để nghiêng 45 độ nè, dụ từ đầu móng đi qua nè mấy anh chị. Đó, đồng thời những cái ngón tay của mình phải hoạt động nè, làm cái điểm tựa cho cái móng thiếp mình, không cho nó bị rung, tức là không cho nó bị nghiêng qua một bên. Rồi xong, khi mà hai bên đã xong rồi, bắt đầu mình không có nghiêng nữa, mình lật cái cây dụ mình lên thẳng lại. Không, rồi bên này cũng vậy. Đó, xong, nghiêng 45 độ, tiếp tục từ cái đầu móng đi lên. Đó, tại vì cái đầu móng mình hơi dài, tại vì đây mình đang đi super nhọn nè, không? Nghiêng vô. Mình dụ phần này thôi, đầu móng đi vô. Rồi khi mà mình đã nghiêng xong, tiếp tục đi thẳng cây tay móng tay nằm ngón tay nằm trên một mặt phẳng, dụ phần trên. Hồi nãy mình đi dưới xong, giờ mình đi lên trên thì nó sẽ ra cái bộ nail là super nhọn cho mình. Đó, mấy anh chị nhìn nó mỏng nhưng mà thật sự không mỏng. Tại hai bên nè, mấy anh chị thấy là Christine đi rất là mỏng không? Đó ha, nó nhọn ở trên nhưng mà ở dưới phần này nó vẫn dày, thì nó không có lý do gì nó không last long hết á mấy anh chị nè, rất là nhọn luôn ha. Cái này tùy theo là sở thích của khách nữa, tùy theo là sở thích khách thích super nhọn hay là không, hay là thích nhọn như thế nào là mình sẽ làm như vậy cho khách. Rồi qua ngón này. Nghiêng nè ha, 45 độ. Rồi tiếp tục qua bên này, nghiêng 45 độ tiếp. Mình dụ phần dưới thôi, đang dụ phần dưới cho nó thẳng thôi. Giai đoạn 1 là như vậy ha. Rồi, xong hết đi thẳng ở trên. Mặt móng mà không đều, mình chỉ nghiêng cây dụ vô mình đánh, còn cái chỗ nào đều rồi. Khi mà mình chỉ làm ombre hạn chế là mình đánh trên mặt móng, nên thành ra lúc mà mình làm mặt móng cho nó phẳng, cho nó mượt á, là phần đó là mình phải cho clear lên. Để cho nó đều cái phần mặt móng của mình, để khi mà lát nữa là mình hạn chế là mình đánh như vậy. Tại vì như vậy đánh nhiều quá là cái âm rầy của mình, nếu mà mình cover ít quá là nó sẽ mất cái phần âm rầy của mình. Đó, lúc này đây thì mình sẽ đánh cái phần mặt móng cho nó đều trước. Ấy dạ. Sau đó mình mới đi qua cái phần thân ở trên này. Rồi bên này. Khi xong rồi, nghiêng nè, 45 độ tiếp tục từ phần đầu móng đi qua. Rồi bên này. Xong, đầu móng nó hơi dày nè, đánh chỗ này. Nó bị dày nè, đánh cho nó mỏng xuống. Bắt đầu kéo lại hai bên. Khi xong rồi thì mình sẽ nhìn hai bên ha, cho nó có một cái điểm chuẩn. Đó, nhọn của mình thì là gọi là super nhọn đầu móng. Rồi qua bên này. Dụ ngay chỗ đường nối giữa móng thiệt móng dạ. Không. Rồi qua bên này cũng vậy. Nghiêng 45 độ dụ từ đầu móng đi vô cho nó thẳng. Rồi bên này cũng vậy.
Rồi xong, nghiêng cây dụa vô, mình đánh mặt móng cho nó đều. Xong, bên trái kéo xuống, chính giữa đi thẳng ra, bên phải kéo xuống. Và khi mà mình thực hiện thao tác này, mình ra sức một chút. Rồi dụa thẳng thân móng trên. Tại khi mà mình đánh xong rồi mình dụa thẳng trên. Xong, đưa cây dụa mình xuống dưới. Ha. Từ cái đầu móng đi vô nhẹ nhàng, nghiêng 45 độ. Bên này cũng vậy, nghiêng 45 độ từ đầu móng đi vô. Khi mà nghiêng xuống dưới xong, bắt đầu đi thẳng lại. Cũng từ đầu móng. Đó, chăm sóc góc này, giống như ra cái hình chữ V đó. Rồi xong, tiếp tục hai bên. Từ trên này kéo thẳng xuống, coi nó có thẳng ra một cái đường thẳng nối với điểm đầu móng chưa. Đó. Rồi, khi mà nó đã hẳn rồi, dần ha. Đó, không, trên cái màn hình thì mình sẽ thấy nó dần hay chưa. Bên này hơi dài chút xíu chỗ thân móng này. Mình sẽ dụ cho cái chỗ thân móng cho nó thẳng nối với cái đầu móng ha. Rồi, đó, đó mấy anh chị thấy nè ha. Ha, cho nó thẳng. Rồi bên này cũng vậy, cho nó thẳng. Để cái dụ mình thẳng, nó sẽ ra một cái đường thẳng nhất có thể nha mấy anh chị ha. Nghiêng ha, 45 độ từ đầu móng đi vô. Giữ chặt móng thiệt móng dẻ như những cái móng của mình đó, là mình phải làm việc nè. Để cho tay khách không có bị đau nha. Rồi, tiếp tục qua bên này. Rồi, qua bên này. Không, ở dưới xong mình đi lên trên. Nên thành ra khi mà làm âm rầy á, mình hạn chế dụ trên mặt móng lắm. Tay Christine là đắp ba đều rồi. Nên thành ra nếu mà anh chị nào đắp không đều á, thì mình mới dụ mặt móng này. Còn khi đắp đều rồi không cần, hạn chế thôi. Tại vì đắp dụ nhiều quá mất cái phần âm rầy đi. Tại vì lúc mà mình bọc cái crystal clear á, tùy theo cái độ dài mà mình bọc nó nữa. Rồi, hai bên. Bắt đầu nghiêng cái cây dụ xuống. Từ đầu móng đi vô. Rồi bên này cũng vậy, để tạo cái độ nhọn ha. Và xong hết đi thẳng lại từ trên xuống dưới, ra một cái đường thẳng. Bên này cũng vậy. Cho nó ôm vô hai bên. Đó, chỉnh lại cho cái phần đầu móng nó super nhọn theo yêu cầu ha. Thế là mình đã ra cái phần nhọn ơi là nhọn, mấy chị thấy không, nhọn nè ha, rất là nhọn cho cái người cách của mình nha. Rồi mình qua ngón này. Nên ra khi làm móng nhọn á, tuyệt đối là mình không có cho nó bị méo nha mấy chị. Đầu móng là méo cái là nó không có ra, nó ra kỳ lắm. Nên lúc mình dán móng mình phải cẩn thận chút. Rồi xong, dụ nè, thẳng. Bên này cũng vậy. Dụ đầu móng. Rồi bên này. Ha. Xong hết, ở dưới đã thẳng rồi. Đầu móng. Cho nó đều lại, cho nó ôm xuống. Bắt đầu đi lại cái phần thân. Cho nó từ trên thẳng ra tới đầu móng luôn. Thế là mình đã xong. Dụ xếp cho móng nhọn. Đau quá. Đùa. Dụ đau quá. Chỗ này chạy under móng rồi. À còn hai ngón. Mình sẽ chạy under móng cho nó sạch trước đã nha. Nên hình ra khi mà làm móng nhọn á, là mình phải xác định xác định được cái điểm chuẩn mà gọi là chuẩn nhất, gọi là nhọn nhất, gọi là điểm tâm nhất, thẳng nhất nha mấy anh chị. Đại tiếng mà nó mình dụ lệch á, là mình dụ lại là nó móng nó sẽ bị ngắn liền.
Rồi, mình dụ ngay cái chỗ đường nối giữa móng thiện móng giả qua bên này. Xong, nghiêng cái cây dụ xuống, dụ từ đầu móng đi lên. Cái phần điểm nối ở dưới thẳng rồi dần, tiếp tục qua bên này. Khi mà xong rồi, đi thẳng cây dụ, dụ từ cái điểm nối xuống tới phần đầu móng, hai bên. Khi xong rồi ha, chỉnh lại cái phần đầu móng, dụ từ cái đầu móng đi vô cho nó ra một cái độ nhọn. Lúc này đây thì cái tay của mình nó phải kiểm mình phải kiểm soát cái phần đầu móng, không cho nó bị lệch nha mấy anh chị. Khi mà mình dụ phần này nếu mà mình lệch là coi như là cái nail của mình nó lệch, hoặc là nếu mà mình lấy lại nó sẽ bị ngắn. Đó, xong một ngón ha, nhọn ha. Rồi đi qua ngón này. Hai bên nó dày nè, nghiêng cây dụ vô đánh ngay cái chỗ mà đường nối giữa móng thiệt móng giả, đánh cho nó mỏng chút. Tại vì nếu mà nó dày quá nhìn nó mập lắm. Mập lắm. Nghiêng cây dụ, dụ từ cái đầu móng đi vô tới điểm nối, đường nối. Rồi xong, qua bên này. Khi mà nó thẳng dần nha, bắt đầu chuyển cảnh là cây dụ của mình nó sẽ thẳng. Rồi, nghiêng, dụ từ đầu móng đi vô. Vô, dụ từ đầu móng đi vô. Xong bắt đầu ôm lại phần đầu móng. Rồi đi thẳng lại cái phần thân móng tới đầu móng luôn. Bên này cũng vậy. Đó, xong. Xong hết mình dụ thẳng lại nha. Rồi qua bên này. Cái dụ dụ êm nha mấy anh chị, dụ 80-80 dụ êm nha. Dụ rất là êm nha nãy giờ nha. Dụ đầu móng ở dưới nè. Đầu móng đi vô. Rồi bên này cũng vậy. 80-80 là Christine làm cái cây màu trắng nè, còn 80-100 là Christine làm cái cây màu vàng nha mấy anh chị. Cho mấy anh chị dễ dễ phân biệt. Đó ha, rất là xinh. Nghiêng vô, đầu móng đi vô. Rồi qua bên này. Oh, thank you chị Jennifer Đỗ. Khỏe không chị? Rồi, xong. Bắt đầu dụ thẳng nè. Rồi qua bên này.
không, xong hết nè, nghiêng nè, 45 độ nè ha, vũ đầu móng đi vô nè mấy anh chị. Bên này bắt đầu mình vũ lại từ cái thân móng đi tới cái phần đầu móng cho nó ra một cái đường thẳng luôn. Đó, đánh chỗ này cho nó ôm xuống, cho nó có độ tròn bao bọc. Đó, xong ha. Rồi xong. Xong hết thì mình sẽ chỉnh lại một chút xíu nha. Rồi mình sẽ chạy phần critical bằng cây dũa XF nha mấy anh chị. Trước tiên là mình sẽ chạy cây DT cho cái ngón này các bạn. Để lát mình chạy cây XF chạy cho nó lẹ. Mình qua cái phần chạy critical nha mấy anh chị. Chạy critical thì mình sẽ sử dụng là cây XF của mình nha mấy anh chị ha. Cây XF thì tại critical mình đắp mỏng rồi nên thành ra mình chỉ việc là sử dụng critical cho nó dũa cho nó sạch. Trước khi dũa thì mình sẽ xem hai cái bên xếp cho nó đều một chút xíu nha mấy anh chị. Rồi, ok, ổn. Dùng tay của mình đẩy cái phần da ra ha mấy anh chị. Đẩy da. Tại vì để đừng có cho nó bám. Mình không biết là nó có bám hay không, nhưng mà mình cứ giống như thao tác mình làm quen tay vậy đó. Đẩy nó lên. Xong bắt đầu mình bật chế độ nè, cho nó vừa thôi. Bật chế độ nhẹ thôi nhé mấy anh chị. Thật sự thì khi mà đi khuyết cổ á, mình bật nhẹ thôi chứ không có cần mạnh lắm. Mình đi nhẹ nè mấy anh chị. Đi critical. Không. Sạch sẽ ha. Đi một hai lần nó sạch rồi. Tại vì critical mình đắp nó sát. Mà nó mỏng mà. Nó đâu có bám lên cái phần da tay người khách đâu. Mình chỉ chạy cho nó chắc chắn là nó sạch và cho nó tròn. Đó. Xong hết nè. Phủi sạch. Ha. Nó sạch rồi. Dần. Mình đi theo dây chuyền á. Mình đi hết critical đã, tại vì mình đang đi cái vận tốc mà chạy critical thôi chứ mình không có đi nhanh lắm. Tại vì khi đẩy chạy critical mấy anh chị không có cần đi nhanh, sử dụng cây XF của mình á, critical mỏng không dày, mình không cần đi nhanh. Tại cây này nó tác dụng làm sạch, làm mịn. Nó không có tác dụng là mình sẽ phá bột phá treo.
Tại phá như vậy khi mà mình đi hai góc á, mấy anh chị hay bị mất bột á, tại do mình xài cái cây mà cái răng nó bự quá, mình chạy nhiều lần nữa. Đó, lắc tay nó lên nè ha, lúc nào cũng nằm trên một mặt phẳng để cho mình dũa, vì mình không có cho nó điểm khuất nha. Điểm khuất là mình sẽ dũa là nó sẽ vô tay người khác lắm mấy anh chị, không dũa sạch là được. Đó, sạch ha. Giờ mình đi qua ngón khác nè. Cái này mình đang chạy cái phần critical thôi. Lắc nè ha, để cho nó chạy sát vô hai bên. Rồi qua bên này. Mấy anh chị nào mà sợ mình đi cây V1, V2 trước, giống như những cái bài mình trước của mình á, còn nếu mà mình đi quen được rồi, rồi xong chạy qua, không, nó vừa mỏng tới thôi chứ mình cũng thấy không, nó đâu có leo lên cái da tay cách đâu, vừa tới thôi. Rồi xong chạy critical sạch dần, không đi nữa ha. Đó nè, nó vừa tới thôi, nó không có đắp leo, không có leo lên da tay cách gì hết á. Rồi đẩy lên critical, lắp qua. Đó, đi cò hai bên. Rồi. Rất là sạch. Rồi mình sẽ đi qua cái phần mặt móng. Thì mặt móng thì mình sẽ bật chế độ là nhanh hơn một chút xíu, không bật cái máy á, mình chạy nhanh chút, tại lúc này là mình nằm trong vùng an toàn. Thế là khi mà chạy mặt móng mình chỉ phải bật chế độ nhanh hơn. Nên tại sao là khi mà mình đi, mình chia làm hai phần mình đi như vậy nó sẽ không bị mất màu của mình nữa. Mấy chị thấy không, đi rất là mịn nè, đi cái là nó mịn nè ha, đi cái là mịn nè. Nè, kéo thẳng xuống thôi. Ở đây thì mình chạy ngang qua, tại cái đầu nó ngắn nên thành ra khi mà mình đi á, mình chị đi dài giống vậy, mình chị ở chỗ này mình chị kéo thẳng xuống,
Kêu Út qua trong phòng bột, trong phòng trên bàn. Rồi xong, next one. Bây giờ là mình chỉ việc dụ mịn thôi mấy anh chị, chứ mình không có là dụ mứt bột nữa nha. Cái này mình không có cần phải dụ cho mặt móng nó bằng nữa. Mình chỉ là làm sao để cho cái mặt móng của mình nó mịn thôi. Đó, cây này nó chạy mịn lắm. Hai chị. Đó, không, xong hết giờ này mình chỉ làm cho nó mịn thôi, chứ mình cũng không có dụ cho, không phải là dụ cho mất bột hay bằng. Bằng nó khác nha. Bằng là khi mà mình làm á là nó gồ ghề, mình dụ cho nó bằng. Còn mịn á là mình dụ cho nó mịn luôn ha. Hai cái khác nhau, nên thành ra nếu mà mặt móng mình chưa mịn, chưa đều. Cây này nó hết hàng rồi chị, cho số phone em đi, khi nào có em gọi cho. Dạ, yeah, nhưng mà em làm vẫn làm thôi. Tại vì mấy chị có thể là để số phone, khi nào có em gọi cho. Tại hết rồi chẳng lẽ mình không làm đúng không? Cây này không thể thiếu luôn á, không có vẫn phải làm. Kéo thẳng xuống nè. Không, lúc này đây thì mình làm mịn thôi, chứ mình không có làm cho cái mặt bột nó bằng nữa. Tại vì nếu mà mặt bột nó gồ ghế là khi mà chị đi cái cây XF đi á, nó đi không được đâu. Tại vì nó không có bắt được, nó không có đi liền được, nó bị bắt cầu á. Bị bắt cầu là mặt móng mình không đều. Còn khi mà mình đi được giống vậy là mặt móng mình nó đều, chỉ có cái không mịn thôi. Thì cây XF này nó giúp mình làm cho nó mịn. Xong. Nếu mình đắp đẹp rồi, mình giữ cái mặt móng là mình chỉ giữ thôi. Em đắp thì em thấy đẹp, nhưng mà mình giữ cái này thế nó... Tại vì mình giữ nhiều quá. Có một cây ăn cái phần nó cao. Xong, bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình bóc phở nha. Đó, chỉnh lại cái phần nhọn quá, đâm người đau lắm. Làm xong mình đi ăn ốc luôn là chủ thích lắm, chủ quán thích luôn, tại mình không có cần lấy cây tăm. Không, chỉnh lại nha. Mấy anh chị cần cây XF, cứ cho em cái số phone. Khi nào có là nhân viên em sẽ gọi lại cho mấy anh chị liền. Có là gửi liền. Tại nó hay bị cháy hàng lắm. Mà em về không kịp á mấy anh chị. Em về liên tục á, nhưng mà em về liền không kịp. Rồi. Không. Nên thành ra khi mà anh chị dụ á, nếu mà mặt móng mịn là mấy anh chị dụ liền được. Còn nếu mà không có mịn là coi như mình dụ bắt cầu. Thì mấy anh chị dùng cái cây bi tuy á, mình chạy sơ qua đã, cho cái mặt móng của mình nó bằng đã, bằng phẳng đã, nó đều lại đã, rồi xong mấy anh chị chạy cây XF cho em ha. Thì như vậy mình sẽ tiết kiệm được thời gian nhiều. Đó, mấy anh chị thấy mịn ghê không? Không. Đó, mặt móng nè, mình dụ rất là mịn. Rồi xong, bắt đầu qua bên này. Rồi, xong xinh lắm luôn. Ok, mình sẽ cho người khách rửa tay nha mấy chị. Xong quay lại cái tiếp tục. Lâu lắm cũng làm móng nhọn mấy chị.
Rồi, thế là cái bộ nail của mình đã hoàn thành nha. Thank you mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái live hôm nay. Một bộ nail rất là xinh. Ok, thank you mọi người rất là nhiều ha. Anh chị có thể là order sản phẩm qua website cnamsupply.com hoặc tới showroom của mình tại địa chỉ là CDM Supply 7495 Anaconda Garden Road 92841 nha. Và hôm nay thì xin sử dụng cái màu 142 và màu số 37 và OM08. Anh chị có thể là có thể là mua tại website hoặc tại là showroom hay là location thứ hai của mình tại địa chỉ 9872 Westminster Sussex nha, Garden Road. Và lớp kế tiếp của mình là tháng 5, ngày 8, 9, 10. Và ngày mai nữa là Christine sẽ có một lớp 3D online. Anh chị có thể đăng ký những cái lớp học của Christine cùng với Sang Phan qua số phone 714-804-9818. Và Christine sẽ mở lớp mỗi tháng tại Garden Road. Thì nhiều anh chị là thắc mắc Garden Road ở đâu, thì Garden Road thuộc Orange County, gọi là khu người Việt Nam anh chị. Westminster Garden Road, Fountain Valley, thì nó vòng vòng trong đó có 5-10 phút thôi. Đây, anh chị có thể là tham gia những cái lớp học của Christine nha. Thank you mọi người rất là nhiều luôn. Và anh chị nào ở Sacramento trong tháng 5 này, ngày 22, 23, 24 thì lớp thì sẽ có một lớp từ cơ bản tới nâng cao, sẽ do cô Chi Huỳnh và Huệ PN nha. Anh chị có thể là nhắn tin cho Christine, sau đó thì mình sẽ đăng ký lớp tại Sacramento. Thank you mọi người rất là nhiều nha. Bye bye và hẹn gặp lại.